Dạ vâng, sau phụ kiện PCB Tú Anh xin chào đến toàn thể anh em và các bác tham mê nhé Ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em tất cả những mẫu súng hơi, súng nén khí mà hiện tại em đang bán trên thị trường cho anh em và các bác cùng tham khảo Thì ở đây có 5 khẩu để giới thiệu đến cho anh em từ giá 3 triệu 500 000, cho tới 7 triệu 900 nghìn Tất cả những khẩu súng này thì đều lắp ráp gửi xe nguyên cây và trả hàng đến những khách đã tin tưởng và đặt hàng bên shop các bác nhé thì lời đầu tiên cũng cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 5 vị khách ngày hôm nay Đã đặt niềm tin cho bên em để em có thể lắp ráp hoàn thiện lên những cây củi, cây súng hoàn thiện để cho anh em về đi săn Thì em nào mà xem video có nhu cầu muốn lắp ráp thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop Qua hai số điện thoại em để trên biển đây anh em nhé Lưu ý là anh em mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo Thì bên em sẽ tư vấn cho anh em thêm về cấu hình và mẫu mã sản phẩm súng ống thì mỗi cây mỗi cấu hình nó sẽ một giá tiền nó khác nhau nên là mua bán thì anh em cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi. Ở video nào cũng nói rất chưa rõ rồi. Anh em mua bán thì cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi. Xem mình muốn uh, chơi cây như thế nào, ưng như ưng cây nào, ưng với uh, điều kiện kinh tế của mình. Thì mình tham khảo và chơi cũng nhé. Đấy. Thì ngày hôm nay có năm khẩu đây. Giá từ 3 triệu 500 cho tới 7 triệu 9. Thì em thích khẩu nào thì liên hệ cho bên shop. Và hình thức vận chuyển thì có hai hình thức gửi cho anh em. Một là lắp ráp test chuẩn chỉ gửi xe nguyên cây đối với hình thức gửi xe này em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe miền bắc thì hỗ trợ giúp shop là 300 còn miền nam hỗ trợ giúp shop là 500 còn là anh em không muốn hỗ trợ cước xe thì anh em có thể nhận qua hình thức đó là gửi shipper gửi qua shipper thì bên shop sẽ bao phí ship vận chuyển cho anh em nhưng mà đổi lại thì anh em sẽ phải tự lắp ráp đấy lại và căn chỉnh làm sao mà phù hợp với mắt của mình đấy còn em sẽ vẫn lắp ráp test cho anh em xem cấu hình của anh em đặt xem có ok chuẩn chỉ không, xong rồi đóng làm một đến hai gói, ba gói tùy theo cấu hình và tùy theo uh, địa chỉ của anh em đấy, chỗ nào an toàn thì làm một gói, chỗ nào không an toàn thì có thể là hai đến ba gói đấy bởi vì gửi qua shipper thì phải chỗ nào an toàn thì bên em mới gửi đúng nhá đấy, còn gửi xe thì nhớ anh em có bảo an toàn không? Thì nói thật anh em là gửi xe là an toàn 100 phần trăm cho anh em đấy nên anh em muốn nhận qua hình thức nào thì bên shop sẽ hỗ trợ anh em gửi qua hình thức đấy cũng nhá đấy gửi ship code hoặc là ship xe à, còn về chế độ bảo hành thì luôn luôn là bảo hành lỗi một đổi một cho anh em tất cả các cấu hình từ rẻ tới đắt thì đều bảo hành lỗi một đổi một nghĩa là về trong quá trình chơi một tuần trải nghiệm em chơi cảm thấy cái gì không ưng không ok liên lạc lại shop đổi trả đấy còn về trong quá trình chơi thì anh em cứ chơi hỏng cái gì thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa cái đấy cho anh em ở trên cây súng này thì thật sự là hỏng hóc thì nói nói thật ra chỉ uh, cái van nó xì đấy xì xoạt vớ vẩn thì anh em uh, mình thay dong sim thay phụ kiện đi là ok hết các bác nhé đấy tất cả những cái sự phụ kiện đấy thì khi mà gửi cho anh em thì em đều uh, gửi kèm cho anh em đấy gửi xe gửi xe xe gửi ship thì đều gửi phụ kiện kèm cho anh em để trong quá trình chơi là anh em có thể thay thế đấy thì à, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu từng cây một để cho anh em có thể là dễ dàng lựa chọn Thì à, đầu tiên sẽ là mẫu A48 này Đấy A48 là 3 triệu 500 nghìn Là một khẩu Condo Mili Thì à, combo Mili này thì bao cho anh em chơi ở cự ly là 60 m Đối với dòng Mili này Thì à, bên shop sẽ tặng cho bên anh em là một hộp đạn trì để anh em chơi Đấy à, Còn sẽ gửi đó là gửi ship qua shipper Đóng nào là một gói cũng nhé Đấy Đóng nào một gói cho anh em Thu Uh, hộ 3 triệu tư 3 triệu rưỡi gì đấy Đấy 3 triệu rưỡi thì anh em uh, Cọc trước 50 còn 100 Còn đâu số tiền còn lại thì uh, Bên uh, uh, shipper người ta sẽ thu lại Đấy Thì 3 triệu 500 thì anh em sẽ là một cấu hình đó là Bình thì sẽ bình đôm 0.35 Đấy bằng này Van là van cờ đi kép bản chuẩn công ty bên Cô uh, combo khung Thì ở đây thì uh, lắp cho anh em đó là khung Thì là khung vuông Đấy Khung là khung vuông nhé Khung vuông uh, Mili Đấy, tay cầm gỗ môn nuôi công này. Đây, thôi thì à, em sẽ giới thiệu từng cây một cho anh em bác cùng tham khảo cho nó dễ nhé. Đấy, anh em chờ một chút đây. Đây, sẽ giới thiệu từng cây một để anh em à, có thể là dễ dàng và lựa chọn hơn này. Đấy, đây. Thì a 48 này, thì là 3 triệu 500. Đấy, kính là kính ám Discovery hàng VTG, 3 9 40 AC AAC. Đấy, à, giảm âm sumo, cành TK 1 công. Đấy, bảng 10 phương bao cho anh em vụt mồi cự ly là 50 60 m là chuẩn tâm cô nhá. Đấy, 3 triệu 500 này. Và tiếp theo. Tiếp theo đến khẩu Condo Z. Uh, Condo Z Talon. Đấy. Condo Z Talon này thì uh, giá của nó sẽ là 4 triệu 500 000 Đấy. 4 triệu 500 000 là chưa bao gồm phí ship qua hình thức gửi xe. Còn anh em nhận qua hình thức gửi shipper thì uh, sẽ phải uh, là bên em sẽ bao ship các bác nhá thì cấu hình ở đây bình thì sẽ bình nhôm 0.35 này van z uh, suwell màu đỏ bản 100% full nóc cho anh em đấy combo khung cò ruột tay cầm gỗ khung không tròn tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen giảm âm bút leo 3 khúc 6 vách tiền nổi cành là cành, cành tê cao công bản 10 khương tuyến có thể là chơi được hai dòng kẹo trì là lấm trì và sờ lung đấy kính ngắm Discovery hàng VTG 3 9 x 40 AC hoàn thiện một cây như thế này là 4 triệu 500 ngàn bao cho anh em vùng mồi cự ly là 60 m là lượng chia sẻ Còn cự ly xa hơn 70, 80, 90 thì anh em có thể một cò các bác nhá. Đấy. A49 là 4.500 này, em mua thì đọc rõ mã sản phẩm ra nhá. Đấy. À, tiếp theo là khẩu côn độ U. Côn độ U này thì uh, giá của nó sẽ là uh, A50, đây. A50 thì uh, sẽ của nó sẽ 6.200.000đ. Đấy, 6 200 thì anh em sẽ được một cấu hình thì à, bình thì sẽ bình nhôm 0.35 này đế bằng này khớp U chống xì van cờ đi kết bản chuẩn công ty cô bu khung cò ruột tay cầm gỗ khung là khung lưng ngắn nhé em chơi u thì lên chơi cái dòng lưng ngắm như thế này để có thể là à, mình nắm dễ dàng hơn trước khi mà mình không dùng cái lưng ngắm ấy thì nó sát để nắm rất là khó các nhé đấy à, giảm âm sumo định tâm liền khối cành thì ở cây này thì, uh, lắp cho anh khách này đó là cành xm tám tám cương tuyến đấy có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và Sà lùng cho anh em kính ngắm đi cover đi hàng vtg ba trừ mười hai oc đây đấy kính này thì có đèn tâm bắn buổi tối cho anh em đây hoàn thiện cây này là 6 triệu hai trăm ngàn đấy nhận xe thì chưa bao gồm phí cước còn nhận cod thì bên shop sẽ bao phí ship vận chuyển cho anh em đấy tiếp theo nữa là khẩu fx uh, FX mã 51 này Đây A51 thì trả uh, là 5 triệu 200 000 Và cấu hình này em giới thiệu trên kênh rất chi nhiều cho anh em rồi Đấy Một bộ combo quy xoáy hàng quy Sài Gòn bán gấp rút cho A Đấy băng đạn nhôm cho anh em Cớp cờ, cờ kết Z1000 Van cờ kết bản chuẩn công ty Đã qua xử lý và làm lại ở bên shop Bình nhôm 0.35 đế bằng uh, Giảm âm slipper Cành là cành XM8 8 thông tuyến cho anh em Đấy bà dài bản đủ 20 inch từ đầu cánh đây cho đến đầu giảm nhé. À, kính ngắm Discovery hàng VTZ 3 12 3 9 40 y đắc Đấy, có đèn tâm bắn buổi tối cho anh em. Hoàn thiện cây này 5 triệu 200, chưa gồm phí cước phí diễn chuyển. Ai em mua thì miền uh, Bắc thì hỗ trợ 300 000 cước, miền Nam hỗ trợ 500, đổi lại shop sẽ tặng kèm cho anh em đó là 1 kg kẹo trì. Đấy. Tiếp theo nữa sẽ là khẩu uh, FXQ3 lỗ mã A52 Đây sau này cho anh em ngắm cho rõ này Đấy A52 thì làm khẩu FXQ3 lỗ Cấu hình tầm trung Thì ở cây này thì lắp và sẽ anh khách để yêu cầu Lắp bình thì sẽ là bình nhôm 0.5 Đấy bình lớn thì anh em có thể là đi rừng đi núi Thì cái lượng hơi của mình sẽ được cải tiến Và chơi ok hơn có nhé Đấy giảm âm là giảm âm sniper Cành thì đó là cành XM8 8 khương tuyến Có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chiều xà lung dài từ đầu cành đây cho tới đầu giảm kia là 20 inch 50 cm. Van còi đấy kết bản chuẩn công ty đã qua xử lý và làm lại của bên shop. Đấy, đối với dòng van này thì phải xử lý các nhé. Quy thì là quy FX Tactical bản quy Sài Gòn, bán gấp rút chữ A. Đấy. Bản quy chuẩn Sài Gòn nhá. À, kính ngắm thì đó là dòng kính ngắm TK Squatter. Đấy, thông số là 4 16 x 44 SFP. Đấy, con này thì có bánh xe chỉ nét này tâm của nó thì tâm uh, hình tam giác cực kỳ là sắc nét và rõ các nhé đấy anh em nào mắt kém thêm một tí thì mình có thể chơi dòng kính này đấy tâm kính của nó, tâm tâm to đấy thì anh em có thể dễ dàng và ngắm bán hơn đấy 7 triệu 900 một khẩu FX quyền lỗ thì anh em uh, thích mẫu nào thích cây nào thì có thể liên hệ cho bên shop thì bên em sẽ tư vấn cho anh em bác thêm các nhé đây Giờ cho anh em uh, chiêm ngưỡng lại năm cấu hình của ngày hôm nay đấy A52 này Đấy A51 này Rồi Cho anh em chiêm ngưỡng lại 5 uh, khẩu của ngày hôm nay anh em nhé Đấy Rồi A48 thì là 3 triệu 500 A49 thì là 4 triệu 500 A50 thì là 6 triệu 200 và A51 thì là 5 triệu 200 cây cuối cùng là A52 thì là 7 triệu 900 cho anh em bác đấy thì anh em và bác thích cây nào muốn chốt cây nào thì liên hệ cho shop qua hai số điện thoại kia anh em nhé và video ngắn ngày hôm nay lên giới thiệu đến cho anh em năm khẩu đây thì cũng xin phép anh em bác kết thúc đây xin chào hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé